bay từ Hóc Môn ra Hội An chỉ để ăn món cao lầu. Mọi người nghĩ coi tôi có nên đi hay không? Chắc là không rồi nghe. Vì hiện tại bây giờ á món cao lầu này nè, nó đã xuất hiện ở Hóc Môn. Tư Rồm sẽ dẫn mọi người đến Gánh Hội An ăn cao lầu. Đây là cái tiệm mì cao lầu ngon nhất, duy nhất và độc quyền nhất tại Hóc Môn. Thực ra thì cả Hóc Môn á chỉ có nơi đây là bán món này thôi. Đây là cái món mì ở Quảng Nam được xem như là món ăn đặc sản của Hội An. Gánh Hội An á là do mấy cô chú người Quảng Nam gây dựng nên. Cộng mì khô thì được nhập trực tiếp từ Hội An và có một ít cải biến về món ăn để cho mà hợp khẩu vị miền Nam. Không gian quán thì sạch sẽ nè, gọn gàng, đổ muỗng thì bỏ vào hộp đựng trông rất là lịch sự nha. Nhân viên thì toàn là mấy cô chú lớn tuổi nên rất là nhiệt tình. Mì cao lầu thì cộng mì dai dai, nước sốt vừa miệng, ăn cùng với tôm, thịt, chả, có khi là thịt gà cũng được. Mỗi phần là từ 30 tới 55k tùy theo cái topping. Như cái tô của mình thì rất là đặc biệt nên có giá là 55k. Ở đây thì tôi thấy có hai loại nè, là cao lầu với mì quảng. Thời gian bán và địa chỉ thì tôi để ở cuối clip. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Tôi là Tư Rầm, cùng nhau khám phá môn.